Đây, Khải sẽ soi set đồ của Tuấn Hí cho anh em xem. Đây, đây set đồ của sói Tuấn Hí này anh em. Đó, cũng như là cho anh em xem sơ qua set đồ này thì ạc này thì hiện tại đang là trưởng lão anh em. Đây, dàn A Pháo này, một ạc giáo đang luôn nha anh em. Hiện tại đang top 10 server. Đây cho anh em xem sơ qua những thông tin cũng như là những ạc cao cũng như là những ban chủ trưởng lão của ban hội ACE. Khá nhiều anh em khi Khải về ban ACE thì có rất rất nhiều câu hỏi như là soi dùm đồ những trưởng lão ban chủ đi. Đó thì hôm nay tiếp tục Khải sẽ soi đồ của trưởng lão dàn A Pháo cho anh em xem. Đó. Hiện tại đang sở hữu một set ăn ban. Đây anh em, 28 30 27. Giá truyền kháng cả 18. Set ăn ban này thì trên dưới khoảng tầm 8 đến 10 triệu anh em. Hiện tại server thì set ăn ban này gọi là tầm trung anh em. Nó khoảng tầm 8 đến 10 triệu. Đó. Set này hơn set đồ của Đường Môn Khải nè. Nên là Khải nghĩ nó khoảng tầm cao lắm chứ khoảng tầm 8 triệu. Đó, hơn một tí thôi, hơn cái giá truyền 18 thôi chứ không hơn gì lắm nữa. Hơn truyền 18 thôi. Hơn cái nhẫn 1 nữa thôi. Đó, còn giá truyền Khải 16 thì Khải nghĩ set này trung bình lắm cũng tầm 8 đến 9 triệu. Đó. 8 đến 9 triệu. Con ngựa này thì ở server thì trung bình khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu nè. Server khoảng tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Đó, những cái món đầu tiên vàng vàng Khải cho anh em xem trước. Và sở hữu một cây loi sắt nọc công 199. Quá tuyệt vời. Không còn gì nữa phải chờ nữa anh em ơi. Cái này thì anh em cũng biết rồi. Chỉ giá nó thì Khải nghĩ cho cũng tầm 7 đến 8 triệu là bình thường anh em. Ở server này anh em. Đó. Trời ơi, tính ra cái một cây vũ khí này bằng luôn cả set đồng bàn đâu nè. Chung một vũ khí set đồng bàn với con ngựa là trung bình khoảng 20 triệu rồi. Một cái nón 2520 sinh lực 151, 2520 sinh lực 151 mắt pin luôn. Rất tiếc là làm chậm chỉ có 20 thôi. Bao tay 2040, áo 1530 phục hồi 40. Đai lưng 1540. Đai lưng này cũng trên dưới 2 đến 3 triệu anh em, không ít đâu mọi người. Những đai lưng 1540 hoặc là những đai lưng mà sở hữu 540 chứ server rất là hiếm nha anh em. Những cái món như thế này gọi là đẳng cấp lắm rồi mọi người. 1540. Thì như vừa rồi thì anh trong bang Khải có mua thì cái đai lưng này trên dưới gần 2 triệu anh em. Đôi giày 1540. Quá đẹp, 1540 nè. Rồi 2040 thì hiện tại này đang có mình 80 chón. 80 chón. Móc 5 chậm thì 20, 30 và 40 thì hiện tại này đang có mình 95 chậm rồi nè. Võ đan. Đó, quá đẹp. Trong set đồ này thì quá đẹp rồi nè. Trên dưới khoảng khả nghĩ chắc hơn 25 triệu. Tính luôn cả ngựa set đồng bàn này, nó set đồ này khoảng tầm hơn 25 triệu nè. Khoảng hơn 25 triệu. Tại vì set đồng bàn này, set đồng bàn này, rồi vũ khí này đã dao động khoảng 15-16 triệu rồi. Kèm con ngựa nữa 20 rồi. Rồi kèm những món xanh mắt ộp như thế này nữa thì Khải nghĩ chắc chắn nó sẽ hơn 25 triệu nè. Set đồ này thì tổng nón này, bao tay này, đai này, giày này, áo thì Khải nghĩ set đồ này khoảng hơn 25 triệu quay đầu, hoặc hơn một tí. Đó. Hello Quy Nhơn nha, hiện tại thấy Khải chỉ treo thôi anh em ơi. Đó anh em thấy không? Chung set đồ này của trưởng lão bác hội ACE thì quá tuyệt vời nè. Đây. Anh này không trưởng lão nhưng mà sói của bang, không làm trưởng lão nhưng mà sói của bang anh em, dàn áp pháo 153. 153 cấp, hiện tại đang cấp 10, top 10 server. Đó, ok chưa? Rồi, anh em xem video của cao thủ này nằm trong bang ACE thôi chứ không phải trưởng lão, anh em chỉ là sói thôi. Nãy Khải nói trưởng lão là hơi nhầm nha anh em. Một set đồ 80 chón và 90 chậm, quá tuyệt vời. Một cây vũ khí mắt pin 199. Set đồ này hơn 25 củ đó nè. Rồi, anh em xem video đừng quên cho Khải vì một like, một chia sẻ cũng như là dàn áp pháo một like chia sẻ ủng hộ nha anh em. Rồi tiếp tục Khải sẽ rảnh tay Khải sẽ soi những ngạc trưởng lão tiếp tục cho anh em xem. Ok chưa?